9 giờ. Và hệ quả thì có lẽ nhãn tiền nhất chính là việc khán giả đến sân rất là thưa thớt. Bởi vì theo tôi tìm hiểu thì cái khung 19 giờ trái với cái nhịp sinh hoạt của cái đại đa số người dân ở thành phố Nha Trang, muộn quá. Người ta quen với khung 17 giờ hơn. 17 giờ người ta xem xong rồi, người ta có thể về ăn tối. Bây giờ đá 19 giờ thì xong đã 21 giờ về lòng hoàng 9 rưỡi đêm mới có thể ăn tối thì muộn quá. Các khách sạn đang trong quá trình hoàn thiện, bổ vây xung quanh sân 19 tháng 8 Nha Trang. Nước đầy đủ cho khu vực ghế VIP của sân nha. Xa kia là huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức của SCB Đà Nẵng, người mặc áo tím. Mấy trận gần đây thì SCB Đà Nẵng có sự trở lại của Võ Huy Toàn. Huy Toàn cũng có mặt ở trong trận đấu này, chưa biết anh có thể ra sân từ đầu không. Đỗ Melo trên hàng công. Còn đây là áo vàng của Sana Khánh Hòa bên Việt Nam, nhóm cầu thủ dự bị. Ngày 27 tháng 5 năm 2019, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành nghị định số 46 xa xa có thể nhìn thấy cái biểu tượng logo của hệ thống khách sạn Mường Thanh. Các hành vi giữ lưới, lang mạc, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, đe dọa xâm phạm sức khỏe, tính mạng, phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam khi tham gia hoạt động thể thao sẽ bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Và buộc xin lỗi công khai đối với hành vi giữ mới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự. Các hành vi cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao sẽ bị phạt tiền đến từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng và đình chỉ việc tham dự giải thi đấu thể thao có thời hạn từ 3 tháng đến 6 tháng đối với người vi phạm, nhằm thực hiện nghiêm túc tránh vi phạm các quy định xử phạt của nghị định 46. Mấy trận còn lại trên sân nhà mà đối với Khánh Hòa thì đó đều là những trận chung kết mà họ phải thắng thì mới có hy vọng trụ hạng được. Và tinh thần thi đấu mang lại khán giả cổ động viên hãy nói không với áo trắng, không có Huy Hoàng Quốc Chí. Khánh Hòa sa sút khá nhiều ở một trận này. Tất cả cùng chung tay vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Hưởng ứng luật phòng chống tác hại của thuốc lá và chương trình bảo vệ giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, ban điều hành giải quyết đề quý khán giả không hút thuốc lá trong khu vực khán đài.